Thôi xin gà tiếp đi. Mấy mẹ. Ơ nhưng mà mấy thằng này tôi ôi nhưng mà tức là anh em cho mất hỏi là hiện tại là cái con sinh ra là nó thật sự là nó không mạnh hay sao, nhưng mà mất thấy nào ban hết nha. Mà bích vô đánh trận nào nó cũng gần như là hiện tại con sinh ra nó đang đi win on kèo ở đường giữa luôn á. Đi win on kèo luôn. Nhưng mà ngày hôm trước tôi đánh một cái trận răng kịch xong rồi tôi mới chợt nhận ra một cái điều là nói nó cụ thể hơn là về game á. Tức là hiện tại trong cái trò chơi này nè, mặc định của cái người đi đường dưới là phải hiểu rằng là thằng mid bên kia nó có di chuyển gần mình được hay không. Mặc định của cái thằng đi đường kênh cũng phải như vậy, mặc định của cái thằng đi rừng cũng phải như vậy. Tức là năm thằng bây giờ biết đều phải biết nhìn. Thật ra nhiều khi bây giờ cái thằng lane nó di chuyển đi cần pin, phải tự biết nhìn luôn, chơi tự biết nhìn luôn. Mình phải nhìn coi là mình bây giờ mình vô mình chơi, ví dụ mà mình đi AD mình táp lên đúng không, cái mình sẽ thấy mình sẽ phán đoán rất là nhanh thôi. Mình sẽ phải là mình ngồi mình suy nghĩ là ờ 1-1-2-2-4-4-8 sáng 25 ví dụ vậy, mình phải suy nghĩ như vậy. Mình sẽ bật cái táp lên mình nhìn khoảng chừng 2 giây, mình sẽ phán là à mid của mình bị mid bên kia đẩy đó. Bắt đầu cái mình đánh thì mình nhớ trong đầu mình à mid bên kia đẩy mid mình nha, qua đây được thì đi ra xong áp lực cắm mắt hoặc là lui về đây chủ băng trụ bla 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 cái thứ đồ không gì đâu mà vô đánh thằng kịch. Tôi nói mấy ông thằng mid bên kia nó đi như cái chợ gì đó, nó cứ đẩy xong cái quay cái bắt đầu nó đánh mấy con như là Aurelion Son chẳng hạn, nó đẩy xong quay cái nó bật cái e đi là lụm 1-2 mạng 1-2 hỗ trợ đơn giản. Mà tôi thấy hoài à, tôi thấy thằng không bị hết trơn. Đó lý do, đó cũng là lý do tại sao á mà tôi nói mấy ông con Katarina ở bên đăng hàng nó khác gì con chó luôn, tại vì nó không có chỗ đứng. Con Katarina ở bên đăng hàng là tôi nói mấy ông đánh là đánh như con chó vậy đó, vô răng diệt đánh tụi nó leo thách đấu với con Katarina luôn, lại luôn. Con Kata nó có một điểm, một cái trò duy nhất à, đó là nó chạy cà dòng hồi nó ăn mạng ui nãy một bình luôn. Trời ơi xé mày chắc hết lá rồi quá. Ừ nhưng mà giết được này. Giết thằng cần giết. Mình muốn chơi game bị bắt bài hết. Thằng này chắc báo thêm tôi luôn á. Hay. Mấy năm ở Tam Kỳ mà anh em không giới thiệu ghẻ 47 cho Mus là thiếu sót rồi. From Tam Kỳ with love. Móc đi rồi tôi ghé. Mở tay lè luôn nè. Cái gì đây? Này. Lụm sáng. Họ anti đúng không? Lụm sáng là họ anti đúng không? Ấy. Ấy. Mà sao con chó ở đây nè, này nám cái hoài vậy trời. Mà con đây nè, mà nó khỏe quá hồi cũng khó đánh lắm. Con quỷ đó. Có mấy ông cái con quỷ đây nè. Có mech play dở. Cái cơ hội để nó có cái một cái pha mech play á là cái rộng quá, cái thế để nó có được cái đó nó rộng. Tại vì nó có tới 2 cái cơ hội để nó có thể nó lao vào người ta đúng không? Nó thứ nhất là nó quy e vào một tiêu, sau đó nó còn thêm một cái e để nó vào một tiêu khác nữa, rồi nó còn thêm cái lát để nó vào thêm một cái nữa. Và có báo đời báo đớm nghe không, tầm đội chết trơn rồi kìa. Hôm nay nè nó ám tôi hoài luôn trời, có thù hằn gì ta, thằng này lần nào vậy? Sao mấy cái thằng mà có cái chữ, mấy cái thằng trong tên nó có cái chữ Trung mà nó lót thêm cái chữ gì nữa, nó hay thù hằn tôi quá vậy ta. Trung Ly nè. Nghe đâu mà nghe luôn hả? Né lại. Chết, có lát không? Ừ. Lụm. Lụm luôn. Jin nếu mà Jin làm đẹp Jin bắn hết. Rồi ăn cái kiệt sức luôn.
Trời ơi má. Tách mà. Hôm trước anh Yunan mới gợi lại cho tôi cái câu mà hồi xưa giờ kiểu nó viral mà mình quên đó anh em. Tát vỡ mồm cái cháu hay kiếm gió. Má nó đóng đau thiệt chứ. Rồi, con này đánh nè luôn á. Lên on bot. Bot kìa, quay top. Dễ rồi. Bot đi. Ồ, hàng xe bắn chí quá luôn. Tiếp luôn á nha, mình tới nái cho nó luôn á. Đó, sao chạy chân vậy? Sao sợ? Chết một. Rồi, chết rồi. Rồi, sao chưa nào chết chân vậy? Rồi, tôi chết. Con nó xàm. Nhìn hay cô bà Jin, cô bà ôi này định lên lượng sáng to. Anh ơi, định lượng sáng mới to hết mẹ thời gian rồi. Ấy ấy nó muốn vô body kìa. Rồi nó muốn qua mặt xeo luôn rồi. Một đi. Rồi, mày chết đi ba. Cái hàng sau không có bắn cuồng gì đó. Đúng. Yeah. Đây là đề Ê. Ôi hàng kia đuối rồi kìa. Nè, nó chóc nè. Nó không có thấy cái lượng đam tôi điêu lên con nó chóc không? À cái rờ tôi nói mấy ông con này bây giờ nó mạnh dữ lắm. Bà lay này nó long thần luôn á. Quân đồ này nè. Hồi xưa á là nó trưởng con đam rất mạnh, nhưng mà nó trưởng con tăng nó sẽ có một chút hạn chế. Còn bây giờ meta có tăng liên quan người tới không diễn ra, bây giờ meta có tăng phải nó mạnh long thần luôn á.